một truyền thống cổ xưa gắn kết Golgotha với tội lỗi đầu tiên của con người. Nơi này được biết đến với nhiều tên gọi, Golgotha, Canve hay Núi Sỏ. Bất kể người ta gọi tên ngọn đồi đó là gì, tầm quan trọng của địa điểm diễn ra cuộc khổ nạn của Đức Kitô vẫn là điều không thể diễn tả nổi đối với những người tin theo Ngài. Đối với nhiều người hành hương, việc dành thời gian cầu nguyện tại địa điểm mà cây thánh giá của Đức Kitô được dựng lên và nơi đấng cứu chuộc chúng ta chút hơi thở cuối cùng là một trải nghiệm mãnh liệt và có sức thay đổi vô cùng. Tuy nhiên, có một ý nghĩa khác đối với địa điểm diễn ra cuộc khổ nạn của Đức Kitô được ám chỉ trong cái tên Núi Sỏ. Bên dưới chân núi Can Vê có một nhà nguyện nhỏ. Nhà nguyện này không phải để kính Chúa Kitô hay cuộc khổ nạn của Ngài, mà dành riêng cho nguyên tổ Adam. Theo truyền thống, Nhà nguyện của nguyên tổ Adam là nơi an nghỉ cuối cùng trên trái đất của ông. Vì vậy, Golgotha được gọi là núi sọ, không chỉ vì màu trắng như xương của nó, mà còn vì vị trí của nó là nơi cất giữ thánh tích của chính Adam. Truyền thống còn giải thích thêm rằng, vào thời điểm Đức Kitô chịu khổ nạn, máu từ vết thương của Ngài đã dì xuống, phủ lên hài cốt của Adam. Biểu tượng của sự kết hợp hài cốt của con người sa ngã và máu của đấng cứu thế không khó để nhận ra nó nhắc nhở chúng ta rằng chính qua máu của đức Kitô chúng ta được phủ lên sự sống mới hơn nữa truyền thống này đóng vai trò là một minh họa tuyệt đẹp về Chúa Kitô là Adam mới việc phủ lên hộp sọ của Adam biểu tượng hình hài của con người sa ngã bằng máu hy tế của con chiên tạo ra một hình ảnh mới gợi nhớ đến lời của thánh Phaolô vì vậy cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh đấng từ trời mà đến. Nói cách khác, vào thời điểm Đức Kitô chịu khổ nạn, máu của Ngài chảy xuống từ thập giá đã chảy đến đầu của Adam, nói lên ơn cứu độ của Ngài dành cho cả nhân loại phạm tội mà Adam là đại diện. Chính vì Golgotha Gô được tin là nơi chôn cất vị nguyên tổ nên các hình ảnh mô tả cái chết của đấng cứu thế cũng thường có biểu tượng hộp sọ dưới chân thập giá. Đó là hộp sọ của Adam, cha của nhân loại, cũng là biểu tượng cho ngọn núi nơi mà Chúa chịu đóng đinh. Khi chiêm nghiệm về ý nghĩa của biểu tượng này, chúng ta nhớ đến sự mất mát lớn lao do Adam gây ra và chiến thắng lớn hơn do Đức Kitô mang lại tại núi sọ, biến sự sa ngã của Adam thành tội hồng phúc.